Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi lại tiếp tục đến để kiểm tra căn nhà yến trong tháng 9 của một căn nhà yến tại xã Gia Tân, huyện Gia Tân, Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai. Và thực sự khi mở tắt âm đi cái là thấy chim nó cũng bay ra ngoài rồi. Thì căn nhà này thì nói thực sự ra với quý vị là siêu khó chứ không phải là khó. Và đây nó ngay cái để một cái hổng ở dưới cái miệng lỗ thì nó chỉ cách cái quả đồi nó có chút xíu thôi. Thế là nó bất lợi về các vấn đề về khí và nhiệt ở chỗ này. Mà bao nhiêu chàng bao nhiêu chàng trai ra đi trong ngôi nhà yến này rồi. Đấy. Đấy thì mở phát chim ra ấy. Thì nhiều lắm hả? Mở phát chim ra này. À, cái chỗ này nó phát đi hết rồi nè. Cái anh em nó làm chuối nó phát đi hết rồi, nó dùng mở cũng xong phát chim ra này, chú thấy chim ra chưa? Đấy. Hôm nay thấy hy vọng chưa? Nhìn thấy rõ rồi, thấy phần đi khác đi vào trong đây phát đụng hàng luôn, phải ra ngoài đây, chim mới mà. Đụng hàng là phải ra okay thôi. Ui, căn này nó khó thật. Khó như tiến mà còn bảo khó thì cần ai mà nói không được. Có gì là không thể cả. Đi vào trong khó đây thôi. Mình cứ phải làm thôi, phải chiến thôi, không được nản chí, thua câu này bày câu khác. Thực tế thì mình phải giải quyết đúng không? Đây chú thấy không? Vừa nó ra kìa, đám nó ra chú thấy không? Một buổi trưa nhá, đây là buổi trưa 1 giờ chiều. Đi vào đây xem nào. Đặt sức đi quên lẹ cái này. Vào đây. Đây này chẹt là kém nhất nhá. Bật điện lên là nhiều nhất. Không, lạnh lắm. Bật bóng điện lên cho nó. Được không? Bật bóng điện lên. Đây đây. Khi mà nó đặt cái cửa này. Có phải là đây. Đây này, bật phân này. Được chưa? Này còn thế thì lên gì nữa? Trước lên này. Đây. Từ từ xem có được cái quẹt nào không? Quẹt đây. Rồi. Này, đây. Rồi. Đấy, nhìn thấy chưa? Đây quẹt này. Thấy chưa? Quẹt chưa? 4 năm trời. Quẹt muốn khóc mà không khóc được. Đây, thấy không? Rồi đây cái gì? Đấy. Đây là rõ nè. Quẹt đây này. Đấy. Đây là rõ nè, đây là rõ. Đây phát nữa. Đây là rõ nè. Đấy, chim con này. Muốn khóc lắm mà không khóc được. Coi cái này coi. Trong cái góc có không? Không. Lúc đấy là nó vướng đi ra cái này. Đấy. Bên này không phải có. Bên này cửa vào, chú phát lên đây. Phần ra lấy vào phát đường hàn đây này. Dĩa luôn, cái như này. Cái trước là rất có trứng đây này. Trứng không ấy? Trứng không ấy? Cái này là chỗ này. Chỗ này. Cũ nhà chú. Đây là mới, ở đây là cũ này. Nó rất trứng luôn, nặng quá. Này đây hai tổ này. Đấy, trước đây là tổ này, cái này mới này, cái này cũ này. Cái bên kia là tổ. Cái này mới này. Mới này. Cái này cũ này. À, đấy. Trước có 5 tổ mà. Vì là 4 năm là 5 tổ. Vâng, chắc chắn. Trước có 5 tổ. 4 năm là 5 tổ. Là sang này. À, 4 năm 5 tổ đấy. Không, nhưng mà phải xác định là sau thì ông Xu cũng làm xong thì là được 5 tổ đấy. Vâng. Chính xác luôn. Đây là lần tổ mới. Mình cũng phải nói câu tâm như vậy. Sao cứ phải chiến đấu đi, giờ biết sao giờ. Chiến đấu chứ. Căn này là siêu khó, nói thẳng câu là các bậc thầy ông nội mà bỏ này. Mày biết bây giờ mấy là bạn quen các bạn chú nhờ anh kiểu nào. Đúng rồi. Vâng. Cuộc sống là phải đối mặt với sự thật. Thì phải có tiền. Có chim mới có tiền. Còn bây giờ nào sửa là lấy tiền trước không là ta được có tiền nữa. Cuộc sống là phải thật chứ. Đấy hôm xưa nay được 4 tổ dưới nhá. Nay được mấy tháng rồi ta? 5 tháng rồi thì nữa. Anh Long ơi mở cửa giùm em phát. Ở cửa này á? Cửa bên này thôi. Cái này nó ở một cái thung lũng nên là cái nhiệt khí điều cực kỳ khó, quý vị ạ. Khó lắm, tôi không thể tưởng tượng được. Nhưng mà chắc thì không đến nỗi lắm đâu, phải cái thời điểm mà nó chai âm đến nỗi mà mở âm là chim không thèm nghe luôn. Anh ấy bật điện lên. Mở âm mà chim không phản ứng luôn cơ mà. Tức là cái nhà này nó thay âm cực kỳ nhiều luôn. Mở chim không có ở đây đấy. Hết rồi, quay. Nó đến nỗi mà mở âm lên là
mà thực sự ra mấy tháng nhé, kiên trì được. Tôi thấy ở đây như ở trên là không không có nhiều như ở dưới đâu. Thường thì người ta là trên anh Long mà... anh Long lên mặt điện đấy, mặt điện này nó sáng. Nó lắm cầu dao thế. Không cứ cái nhiệt ở trên này ổn này này, không có lỗi nhá. Lấy cái kéo cắt cái này ra cho em giật khỏe cái này ra đi, ăn ra đi cho nó ẩm nó ra. Cái nọ đã mở ra rồi mà cũng giả cẩn thận quá, lại còn đóng vào làm cái gì nữa. À đây có chim rồi. Mày à, mày tao biết mày rồi. Bao nhiêu công sức. Là tôi cũng hy vọng rằng cái này là trước tôi lên cũng đã quay cho quý vị xem rồi, nó không có chim. Và hôm nay tôi quay lại xem là tình hình sao. À đây cũng có chim mới rồi. Và đây, đây cũng có phân rồi này. Cái tổ này là tổ cũ rồi thưa quý vị, mà nó đã be lên là mới rồi. Chỗ này cũng có chim mới đi vào ở trên này. À có chim mới rồi này. Vào đây, chim mới rồi đây. Chim mới vào đây ở rồi. Không có quẹt đâu. Cắt tờ này còn nha. Hả? Cắt tờ này còn nha. Không, cắt mấy đi. Cắt hai cái thứ này đến là này tầm 50 nó để ở đâu đâu để nó giữ. Đúng rồi. Và cũng thưa quý vị rằng cũng rất là mừng là đây là chim mới đã vào ở được như thế này rồi. Và một điều nữa rất quan trọng là chỗ này nó cũng đã có cái quẹt ở đây rồi. Đã có cái quẹt ở đây rồi thưa quý vị. Có cái quẹt ở đây rồi đấy. Thực sự quý vị như vậy, đây nó có cái quẹt ở đây rồi này, nó có cái quẹt nữa ở đây này. Thì tháng sau cho nên là nó sẽ có tổ ra như quý vị nhỉ. Đấy. Mừng quá này. Cái này hai quẹt nữa này. Hai quẹt rồi này. Rồi làm tổ. Chỗ này phân chim mới thôi này. Đây, phân chim mới này. Đấy. Đây, chỗ này cũng là phân chim mới này. Thấy chưa? Được rồi. Vâng, chỗ này ok này, chỗ này có khẩu nữa là chắc luôn. Tổ này. Đây tổ mới này. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, đây chắc chắn có trình bày mà. Chỗ này là có cái quẹt nữa này. Còn tầm này là chắc chắn có trình bày rồi. Chỗ này có cái quẹt nữa chú thấy không? Đấy. Chỗ này là tổ cũ của chú này. Vâng. Thôi, nói gì thì nói bằng lòng một tí đi. Vui vui. Đúng rồi, nó khó thì nó tự tự. Rồi mình sẽ lên tầng trên nữa. Đây, tầng phần ở trong này cắt lên đây đây anh em. Rồi. Cắt đó là xong. Một bài. Phải điều chỉnh chứ. Con mọn mà, mình nuôi con mọn mà. Khó mà. Khó chứ. Yến mà khó, không khó là sao có một tổ rồi. 200-300 ngàn. Chú nhà đâu? Nó mà dễ quá thì làm sao mà một tổ chim là 200-300 ngàn nữa. 200-300 ngàn tổ chim đâu phải là thịt gà đâu. Trèo leo. Ôi giời. Và tôi tiếp tục tôi quay lên trên đây. Và thằng này cũng rất là may. À có chim ở đây chú thấy không? Thấy mùa xuân chưa? Đấy, đây này, phân chim mới này. Chú thấy không? Thấy chim mới chưa? Đấy. Bây giờ mới thấy mùa xuân này, mấy tháng trời. Đau thật, đau như hoa luôn. Có chim mới này. Đấy. Ok chưa? Ôi, mùa xuân đến rồi. Đây, chim phân mới đây. Chim nó cả rồi rỉa cánh rỉa lông chỗ này kiểu gì thế này. Và đây là một tổ mới chú này. Thấy chưa? Thấy mùa xuân chưa? Đấy, tổ mới này. Thấy chưa? Ôi giời. Mừng chết được. Đấy, ôi giời, ôi tuyệt vời rồi. Ơ, con tắc kè. Anh Long ơi, cầm cái cây tắc kè nhá. Rất may chúng tôi bắt được một con tắc kè.
Ở đây mà có tắc kè thì hơi căng đấy nha. Vâng. Có tắc kè nhưng mà chim nhà ta vẫn ở. Đấy. Chứng tỏ những cái con này nó cũng rất bản lĩnh. Thực sự là rất bản lĩnh thưa quý vị. Và cho bay ra ngoài rồi. Và đây cũng quay cho quý vị coi. À, phần chim đây. Có nhưng mà đây là một tổ mới nữa đây. Đây là tổ mới. Và chúng tôi đang chờ kỹ thuật để chuẩn bị bắn tắc kè. Chỗ này là một cái tổ cũ rất là lâu rồi, nay là mẹ lại làm lại rồi. Tổ này ngày xưa bị bỏ đi. Kia tôi ngắm con tắc kè nó đang có một con tắc kè hoa. Một con thiên địch trẻ của nhà ấy. Để chúng tôi sẽ cầm cây để chúng tôi bắt con tắc kè này. Tức là chơi cung chân nó sẽ không có quát. Mày sẽ phải loại quạt cuộc chơi trong cái nhà ấy thôi. Đây này. Để anh cho anh bắt chó rồi chú mất kiếm. Chó chứ đập cái chết này. Đây mặc dù là có tắc kè đây nhưng mà giống này nó cũng đầy như con trâu, nó chấp nhận sao cứ vô được như vậy chứ. Đây chúng thấy không, đây thấy chưa, cái quan trọng là tiến là kinh nghiệm rồi đấy. Đây có chưa, có bỏ đấy rồi, cũng có chú được năm rồi, đúng rồi, nó chú nó bỏ đi rồi, hôm nay làm lại kìa, làm lại cái viền trên đi kìa, thấy chưa. Thôi đây là những dây đặc sản này của anh lớn làm này, anh lớn làm. Nhưng mà cuộc sống thì nhân vô thập toàn, không ai gì hoàn hảo hết được, không có gì là chắc chắn 100%, chim trời cá nước nên là cũng phải hết sức là hết sức là cẩn thận. Làm gì căn nhà này thì tôi lên đúng một âm từ đầu đến cuối luôn, trì âm không thay âm. Không thay luôn, không thay âm luôn. Này là có chim được không thay âm mà đấy. Mình huấn luyện nó 5 tháng rồi nhá. Đây là cái lỗ về xuống thì tắt ra đèn tổng ở dưới cũng được nhá. Dạ vâng. Còn nếu tắt ở đây được còn xuống làm nào phải tắt ở tổng ở dưới. Vâng. Tắt ở dưới. Vâng. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị, cũng hẹn quý vị video clip lần sau. Xin ái chào tạm biệt quý vị.